Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ làm món đùi rà roti, một cái màu vàng lên óng ánh rất là đẹp luôn. Và món ăn này thì các bé cũng rất là thích. Mình có thể làm ăn với cơm, với xôi đều rất là ngon. Với cách làm đơn giản, mời các bạn vào bếp cùng mình. Đầu tiên ở đây mình sẽ có là 5 cái đùi gà. 5 cái này là to nha các bạn. Mình sử dụng đùi gà nhỏ thì các bạn có thể 6 hoặc là 7 cái cũng được. Rồi bên đây mình có 30g củ gừng đã đập dập và 400ml nước dừa tươi. Tiếp theo là những cái gia vị để mà mình nêm nếm. Đầu tiên ở đây mình sẽ có 1 muỗng canh nước mắm ngon, 3 muỗng canh nước tương. Nước tương thì mình sử dụng mình ăn hàng ngày đó các bạn. 2 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh tỏi băm. Mình băm sẵn cho nó nhanh thời gian nha các bạn. 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng canh đường. Phần đùi gà này khi mua về thì mình cũng chưa có sơ chế đâu các bạn. Mình đi chợ sớm đó, mình mua những cái đùi gà nó tươi và rất là ngon luôn. Rồi mình cho cái đùi gà vào cái thau này đi. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần gừng đã đập dập đó, mình cho vào đây. Rồi mình cho vô đây là 1 muỗng canh muối. Gừng và muối sẽ giúp cho cái đùi gà của mình nó khử đi cái mùi tanh, mùi hôi rất là tốt luôn. Rồi sau đó mình sẽ giống như là mình massage cho nó vậy đó các bạn. Đó, ở ngoài da nè. Đó, mình làm vài lần như vậy ha. Khi mà làm xong rồi thì mình sẽ đem đi rửa sạch lại với nước nha. Khi mà mình đã sơ chế rửa sạch lại với nước rồi nè các bạn, thì ở đây mình sử dụng một cái cây nĩa như thế này, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cây tăm nha. Đó, mình xơm như thế này nè, để khi mà mình làm á, đùi gà của mình nó sẽ được thấm gia vị và nó cũng nhanh chín hơn. Đó, mình xơm như vậy đó. Mình xơm như thế này đó, khi mà mình ướp gia vị thấm đều. Với lại khi mình làm á, nó không có bị nín bên trong đó các bạn. Nín bên trong là ở ngoài nó chín, nhưng mà ở bên trong nó còn máu. Đó, mình xơm như vậy là được đó các bạn. Xơm đều hết cái đùi gà luôn nha. Các bạn nhìn cái đùi gà của mình nó rất là tươi luôn ha. Khi mà mình sơ chế xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị một cái chén nè. Mình cho hết cái phần bột ngũ vị hương vào. Muối thì mình cho một nửa. Nước mắm thì mình cũng cho một nửa luôn. Nước tương thì mình cũng cho một nửa nha các bạn. Để mình ướp cái phần đùi gà mình nó sẽ không bị quá mặn. Đường thì mình cho tầm 1 muỗng cà phê thôi, tại vì mình chiên đó. Bột ngọt mình cho vào hết luôn. Dầu hào mình cũng cho một nửa vào. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên. Rồi mình mới đổ vào cái đùi gà này để mà mình ướp nha các bạn. Phần tỏi và hành này mình cũng cho vào hết luôn. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên cho những cái gia vị nó thấm vô đùi gà của mình. Cái này thì mình trộn đều đó các bạn. Xong rồi mình sẽ ướp 30 phút nha, để cho những cái gia vị nó thấm đều vào. Thì cái đùi gà mình khi làm lên nó sẽ rất là vừa ăn, nó không có bị nhạt ở bên trong. Món ăn nào thì cũng cần thời gian ướp, thì khi mình nấu lên đó các bạn, nó sẽ được thấm và rất là thơm luôn. Sau khi mà mình ướp được 30 phút rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy một cái rổ để mà mình vuốt những cái hành tỏi. Mình để vào cái tô này để khi mà mình chiên cái đùi gà đó các bạn, nó sẽ không có bị khét nha. Đó, mình vuốt ra cho nó sạch hết như thế này. Cái phần hành tỏi ở trong cái tô và cái nước ướp nó còn á, mình không có bỏ nha các bạn, mình để lại luôn nha. Rồi bây giờ mình đi chiên được rồi đó các bạn. Mình bắt lên bếp một cái chảo, rồi cho dầu ăn vào, cho hơi nhiều một tí để mà mình chiên nó được đều và ngập dầu nha. Sau đó mình sẽ cho những cái đùi gà vào. Rất là thơm luôn các bạn. Mình chiên cái đùi gà này đó, mình không có cần chiên cho nó vàng hay là nó giòn lên nha. Mình chỉ cần chiên cho nó hơi vàng ở lớp bên ngoài, chứ không có chiên cho nó giòn nha các bạn. Trong khi mà mình chiên đó, mình mở lửa vừa, cái lâu lâu mình trở bề như thế này. Khi mà mình chiên đến các bạn thấy nè, nó hơi vàng áo cái lớp bên ngoài như thế này là được rồi. Ở bên trong thì nó chưa có chín nha các bạn. Các bạn thấy là bên ngoài nó chỉ hơi áo một cái lớp vàng thôi là được. Ôi, một cái màu đẹp quá trời luôn. Cứ tiếp tục như thế thì mình chiên cho hết cái phần đùi gà còn lại nha. Đây là phần đùi gà khi mà mình đã chiên xong rồi. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi roti được rồi đó các bạn ơi. Rất là ngon và đẹp mắt luôn. Tiếp tục thì mình bắt lên bếp một cái chảo khác. Mình cho vào một ít dầu ăn thôi các bạn. Rồi cái phần hành tỏi hồi nãy mình chừa lại nè, cái phần nước ướp hồi nãy đó, mình cho vào mình khử thơm lên. Khi mà nó được thơm lên rồi đó các bạn, những cái gia vị mà hồi nãy mình còn chừa lại một ít đó, rồi mình sẽ cho vào hết luôn nha. Đó, mình trộn đều lên. Có một cái mùi của ngũ vị hương đó các bạn, kèm nước tương vào á, nó thơm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nước dừa vào luôn. Khi mà cái nước dừa nó sôi lại đó, mình sẽ cho những cái đùi gà vào. Rồi bây giờ mình sẽ mở lửa vừa vừa để mà mình rim á các bạn. Rim từ từ thôi, cho nó được thấm, những cái gia vị nó thấm vào cái đùi gà của mình. Với lại nó sẽ giúp cho đùi gà của mình chín đều hơn nha. Khi mà mình nấu được một lúc rồi nè, nó đã sắc rất là nhiều. Các bạn muốn cho cái màu nó đẹp á, thì mình sử dụng một tí cái màu gạch tôm nha. Mình lấy cây tăm á, mình cho vô một ít như thế này thôi, đừng có cho nhiều quá. Một hồi nó sắc xuống thì nó sẽ lên cái màu rất là đẹp luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Nhớ là mở lửa vừa nhỏ thôi các bạn, đừng có mở lửa lớn quá nha. Khi mà mình rim được một hồi nữa nè, các bạn thấy là cái phần nước nó rút rất là nhiều, nhưng mà nó còn hơi lỏng nha. Cái này thì mình sẽ rim một hồi nữa, cho cái phần nước nó được kẹo và sệt lại luôn. Các bạn thấy là bây giờ nó lên một cái màu rất là đẹp rồi nè. Và cái phần nước nó đã sánh sệt lại rất là nhiều. Mình muốn cho nó cạn thêm một chút nữa nha các bạn. Như vậy thì cái nước nó còn nhiều lắm. Bây giờ nó lên cái màu đẹp lắm luôn rồi nè. Sau khi mà mình nấu được một lúc nữa thì bây giờ các bạn thấy cái phần nước sốt roti, đùi gà roti của mình nó đã sánh kẹo sệt lại. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp rồi nha các bạn. Bây giờ mình chỉ việc cho ra dĩa và mình thưởng thức thôi. Đó, các bạn thấy cái đùi gà của mình nó vẫn còn nguyên nhưng mà nó thấm gia vị và rất là ngon. Như vậy là đã xong cái món đùi gà roti của mình rồi. Cái này thì mình có thể ăn kèm với lại cơm nè, hoặc là xôi rất là ngon luôn các bạn. Thường thường thì mình đi ăn xôi gà đó, thì người ta sẽ cho một cái đùi gà roti này vào. Trời ơi rất là ngon luôn. Cái món ăn này thì các bé nhà mình nó cũng rất là thích đó các bạn. Rất là dễ ăn, mùi vị thơm giống như là cái mùi thịt gì đó, mùi thịt nướng đó các bạn. Cái mùi vị thơm thoảng giống vậy đó, rất là ngon luôn. Với cái làm đơn giản là mình đã có một cái món ngon cho bữa cơm gia đình rồi. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.